Và cho các bạn đây là cây mít Thái Lan nha. Mít Thái thì gọi chung là mít Thái, mít nó mau ra trái gọi là mít Thái. Rồi, xin chào các bạn, chào quý anh chị và bà con. Đây là cây mít Thái Lan, chúng mình trồng được 4 năm. Năm thứ ba nó đã ra trái rồi, năm rồi nó ra trái rồi, năm nay nó cũng ra trái nữa nè. Chị thấy không, cái thân cây còn nhỏ xíu rồi mà trái nè, 4 trái, 5 trái nè, 5 trái rồi, cái thân cây còn nhỏ xíu rồi. Có một số người hỏi ủa sao biết cây mít đực cây mít cái mà nó ra trái. Mình thì theo mình biết đó là cái cây mít nào, cái nhánh mít nào mà nó ra trái thì cái nhánh cây đó là nhánh cái. Dễ không phải không? Không phải đâu các bạn, nó còn tùy thuộc vào đây một số thứ như thế này nhé. Để mình cho các bạn coi, đây là mình phân biệt cái cây, cái nhánh cái và cái nhánh đực này. Như thế này thì dễ rồi. Đây là cây ok, nhánh này khó phân biệt. Đây mình sẽ quay vào hướng bên đây và mình cho các bạn coi cho nó dễ hơn. Đây, cái nhánh cái là những cái nhánh mà ví dụ như cái nhánh này nó không có cái trái nào hết nè. Đây, nhưng mà cái cây này vẫn là cái là do cái thấy cái này không, nó u ra một cục như thế này, nó hình chữ Y, hình chữ Z đó, đó. Hình chữ Y dài đó, đó thì là cái nhánh này là nhánh cái, và đây cũng vậy, đây là những cái nhánh cái. Ví dụ như đây là cái nó ra trái đây, đây đó, đây nó ra trái. Còn một những cái nhánh mà nó không có ra trái, ví dụ như là đây là cái nhánh nè, nó không có hình chữ Y, nó không có chữ hình chữ Y đó, nó không có hình chữ Y dài đó, thì là cái nhánh đực. Và cái nhánh đực này á, thì nó xuống đây, nó ra đây và nó sẽ là không có trái. Nên cái mà còn cái cây thì nó cái trái này thì nó từ ở trong cái thân cây nó đi ra rồi. Hay nha các bạn. Đó, ví dụ như cái nhánh này nó hình chữ Y ở đây thì nó có trái ở đây. Đó. Dễ không thôi. Nhưng mà hôm nay là mình muốn chia sẻ là mình phải chiết cái nhánh này. Cái này đây cũng là khoảng nhánh cây cái, thì mình sẽ chiết cái nhánh cây này. Nhánh cây này để mình chiết xuống thì mình trồng chắc 2 năm là có trái, thay vì 4 năm. Thay vì 3 năm tới 4 năm thì mình trồng 2 năm thì có trái nha các bạn. Và mình chiết thử nha. Rồi. Bây giờ mình chiết cái mít thôi nhé.
xong rồi nha các bạn. Thì mình chờ coi nó gần giờ chút xíu nữa. cái nhánh cái thì nó mới có trái, chứ chỉ nhánh đực rồi cái cây nó sẽ không bao giờ có trái hết nha. Ví dụ như cái này đây là mình chứng minh đây là cái nhánh cái, ok. Đấy. Rồi, thời lượng của video bây giờ đã hết. Đây là hai cây mít, nhánh mít để mình chết, hy vọng nó sẽ ra trái trong 2 tháng. Mình sẽ cắt xuống và mình mang đi trồng, rồi hy vọng sẽ nhân được 2 cây mít nữa. Đây là cây mít này, chắc là cây mít Thái. Mình ăn rồi mình trồng hộp cho nên mình không biết nó là Thái hay là không Thái nữa. Mà cái mít này được trồng ở Mỹ, Florida ở Mỹ, chứ không phải là ở bên Thái. Cái thân cây nó nhỏ xíu rồi, bạn thấy không? Cái thân cây nó bằng cánh tay này thôi, ra quá trên trái luôn. Năm rồi thì nó được 1 trái, mà năm nay thì nó được 5-6 trái vậy đó. Ok, rồi, xin chào, tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn sau nha.